Cách đây 70 năm, những chiến sĩ Điện Biên đã viết nên trang sử hào hùng, lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. Các chiến sĩ ngày ấy nay đã bước qua tuổi xưa nay hiếm, nhưng ký ức về những trận đánh, những đồng đội ngã xuống, những đoàn dân công bất chấp bom đạn vận chuyển lương thực phục vụ tiền tuyến, những cán bộ quân y bám sát trận địa kịp thời cứu chữa bộ đội bị thương vẫn luôn sục sôi và sống mãi với thời gian. Sống mới để chiến đấu, chết thì cũng bình thường, không tiếc. Bom đạn nó tránh chứ bây giờ mình cũng không biết đâu mà tránh, vèo vèo ở trên đầu. Vất vả gian nguy, không làm trùng bước chân của những chiến sĩ Điện Biên tiến về phía trước, làm nên chiến thắng hào hùng. Mời quý vị đón xem loạt phóng sự trên báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu từ ngày mai.